is episode 4 of Grandma's Garden, and we have a special host today. Welcome to this new episode of Grandma's Garden. You've never really seen me that much, but I'm here. Hello, welcome back to... Xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn tới kênh Epic HD TV. Hôm nay là cuối tháng 8. Vườn của chúng ta có đầy hoa quả cho các bạn ngắm. This is a little squash melon. We've harvested a lot of the big ones already. Now this is just some small ones. Cái này là vườn cái cây bầu, chắc chừng 3-4 cây á, nên nhiều lắm rồi, mình hái được một đống rồi. Còn nhiều quả non lắm, chắc nó sẽ không sống nổi qua cái mùa hè này. Tại vì nó sắp sửa lạnh rồi, xong lạnh là nó cứ teo rồi nó chết rồi, nên chắc mấy quả nhỏ này chắc không ăn được. Mấy quả lớn thì may ra còn ăn kịp. This is a really well-grown cucumber. I wonder why we haven't harvested it. Cái quả này nó lớn. Quả gì đó, Winston? Quả gì đó? Quả gì đây? What is it? What is that called? Cucumber. Yeah, cucumber. What's your favorite fruit? Cucumber? What's your favorite fruit food, Winston? Winston thích ăn cái gì với thịt, cơm thịt với gì? Cơm thịt với gì? Cái gì? Với cucumber. Cucumber. Là dưa leo này đi. Do you know what the difference is between this and the ones that we just covered? Well, this one actually is fuzzy. Các bạn có biết cái quả này khác với quả kia là như thế nào không? Cái quả này nó có lông lông nè, cái màu của nó xanh xanh đậm hơn nè, nên nó là quả bí. Còn cái quả kia, cái quả nãy là nó nhạt, nó màu xanh nhạt hơn và nó không có nhiều lông như vậy á, là quả bầu. Cái dàn này có nhiều quả kìa mà bí chưa hái, năm này chưa hái nhiều bí lắm nên nó ăn còn nhiều quả trên đây. Nhưng mà nó không có quả, không có nhiều quả nhỏ đấy. Tí quả hơn cái cây kia, cây bầu đa số là cây bầu nó nhiều quả hơn cây bí. Không biết làm sao nữa. Chắc mình không có duyên với cây bí. This is the weakest veggie. As odd as it sounds, it has lots of collagen, which is actually very good for your skin and your hair. Ha, các bạn có thấy không? Tóc mình á hả? Mới đó. Mình ăn nhiều cái rau này nè, cái rau này là rau đay, có nhiều cái chất nhờn, nó có nhiều cái chất collagen tốt cho tóc với lại mà ngón tay, móng tay, những cái da rẻ, mấy thứ như vậy mà cần collagen để cho nó giữ cái độ mịn xịn và good mịn xịn ha. Nên ăn nhiều cái rau này, cái này cuối mùa này nên nó nhiều cái nhiều quá, không có đẹp lắm. Mùa rồi nên nó cả hơi cằn cỗi. Nhưng mà rau này tốt cho da rẻ, nên ăn được nhiều thì tốt. We have a lot of mucus veggies. If you ate all of them, you'd be a whole different human. These cucumbers are a different strain of cucumbers, which means that they're different from others. They're perfect for pickles. Cái này là cái giống cucumber khác. Cái giống này mình làm muối. Muối nó ăn ngon lắm á. Cái kia thì ăn tươi, cái này ăn tươi hoặc ăn muối thì cũng ngon á. Còn cái loại kia thì mình không có muối nữa. Cái loại nhỏ nhỏ này thì làm muối nó ăn ngon nè. Cái là pickle cucumber. Cucumber là dưa leo mà để người ta muối người ta ăn. Ăn với mấy thịt như là thịt bò, hamburger, mấy thứ như vậy. All these tomatoes, they look like they're in jail. Hi, chào các bạn lần nữa. Cái chỗ này là khu của rau mồng tơi, cũng là mà cái rau mà có nhiều chất nhờn đó, chất nhờn nên tốt cho tóc da rẻ. Thấy không, nhà mình trồng nhiều cái rau đó lắm. Người nào cũng bắt đầu sắp sửa có tuổi nên ăn nhiều cái này để mà dưỡng già. Alright, thấy không, cái này thì nó hẳn còn tươi đẹp hơn là cái rau đay. Rau đay nó cần cỗi, cái này cần cỗi nhưng mà nó vẫn còn tươi đẹp, không có bị nhiều con nó cắn. Cái rau đay nhiều con không cắn. Anyway, come on. These are our peppers. They're not quite ready for eating yet, but they're way more ripe than last time. Các bạn đang nhìn thấy cái khu ớt. Ớt này bảo đảm 100% cay, không cay, không lấy tiền. Đó, đầu nó đang vàng vàng, sắp sửa chín rồi, thấy không? Chín
Nhìn này, chỗ này chín nhiều nè. Thấy không? Wow. Cái này mà không ăn hết thì cứ xôi, ăn ngon lắm. Thank you for watching Grandma's Garden Season 2, Episode 4. Next time, tune in for the finale. Cảm ơn các bạn đã tới với kênh Grandma để làm vườn với bà. Hẹn gặp các bạn lần sau. Cảm ơn.